Đậu xanh là một trong những nguồn protein thực vật tốt nhất. Chúng không chỉ giàu chất dinh dưỡng mà còn có thể hỗ trợ giải độc và ngăn ngừa một số bệnh mãn tính. Theo y học cổ truyền, đậu xanh có vị ngọt, hơi lạnh, tính mát. Công dụng chủ yếu là thanh nhiệt, giải độc, bớt đau sưng, ích khí lực, điều hòa ngũ tạng và trừ các bệnh nhiệt. Vỏ đậu xanh giải nhiệt độc, giúp bớt mờ mắt. Các bệnh lý dùng đậu xanh để điều trị như giải cảm sốt, giải ngộ độc thuốc hay thức ăn hoặc uống thuốc quá liều, chống các bệnh ôn nhiệt mùa hè, chữa rời lao, giải rượu, trị bí tiểu. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng đậu xanh là một trong những nguồn protein thực vật tốt nhất. Trong đậu xanh có chứa nhiều axit amin thiết yếu, chẳng hạn như phenylalanine, leucine, isoleucine, valine, lysine, arginine. Đây đều là những chất mà cơ thể chúng ta không tự tổng hợp được mà phải tiếp nhận thông qua chế độ ăn uống hàng ngày để giúp giữ cho cơ thể phát triển và hoạt động bình thường. Ngoài ra, trong đậu xanh cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe, bao gồm axit phenolic, flavonoid, axit caffeic, axit cinnamic. Những chất này giúp trung hòa các phân tử có khả năng gây hại, được gọi là gốc tự do, là nguyên nhân có thể gây viêm mãn tính, bệnh tim hay ung thư. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng phát hiện ra rằng các chất chống oxy hóa từ đậu xanh có thể làm giảm sự phát triển ung thư ở phổi và dạ dày do gốc tự do. Dù đậu xanh là thực phẩm lành mạnh với nhiều người, tuy nhiên cũng có những trường hợp không nên dùng đậu xanh. Cụ thể, đó là những người có thân nhiệt, tính hàn như tay chân lạnh, thiếu lực, lưng chân đau nhức, đi ngoài phân lỏng. Đậu xanh cũng không được khuyến khích để người già và trẻ em ăn quá nhiều vì có thể gây khó tiêu. Ngoài ra, với những người đang dùng thuốc cũng nên hạn chế vì ăn đậu xanh có thể làm giảm tác dụng của thuốc. Ba chất dinh dưỡng không thể thiếu giúp chống lão hóa. Một chế độ ăn uống lành mạnh có thể tạo nên nền tảng cho một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh. Sau đây là một số chất dinh dưỡng có thể mang lại lợi ích chống lão hóa và bảo vệ sức khỏe. 1. Vitamin C. Vitamin C mang lại tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể vô hiệu hóa tác hại do các gốc tự do trong cơ thể gây ra. Các gốc tự do là những chất được tạo ra như một sản phẩm phụ tự nhiên của tất cả các quá trình trong cơ thể. Ở mức độ nhỏ, các gốc tự do này không gây hại cho cơ thể, nhưng ở mức độ cao, gốc tự do có thể gây tổn hại cho tế bào, làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Vitamin C có thể tham gia và giúp loại bỏ tác hại của các gốc tự do, qua đó làm chậm quá trình lão hóa. 2. Vitamin D. Vitamin D góp phần xây dựng và duy trì sự chắc khỏe của xương. Điều đáng lo ngại rằng mức độ thấp của chất dinh dưỡng thiết yếu này có liên quan đến nguy cơ tử vong sớm cao hơn. Cơ thể tự tạo ra vitamin D khi tiếp xúc với nắng mặt trời. Bên cạnh đó, các nguồn thực phẩm tốt cung cấp vitamin D bao gồm cá có dầu như cá hồi, cá mòi, cá trích và cá thu, các loại thịt đỏ, gan, lòng đỏ trứng và một số loại nấm. 3. Chất đạm. Việc thay thế một số loại đạm động vật, đặc biệt là thịt đỏ và thịt chế biến sẵn, bằng nhiều chất đạm có nguồn gốc thực vật, ví dụ các loại đậu, quả hạch, hạt và ngũ cốc nguyên hạt, dường như có ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tăng lượng đạm hấp thụ ở độ tuổi trung niên trở lên sẽ giúp hỗ trợ duy trì khối lượng cơ bắp và mang lại nhiều lợi ích quan trọng đối với chất lượng cuộc sống